Sáng nay tại thành phố Hưng Yên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại với gần 200 doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đến dự và phát biểu tại hội nghị. Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, đây là dịp để mỗi doanh nghiệp chia sẻ cơ hội kinh doanh, tìm kiếm bạn hàng, cùng nhau nỗ lực vượt khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chúng tôi với cái chức năng là sản xuất chuyên về đồ gỗ, nhà gỗ thì mong muốn giới thiệu tới các đối tác đến cái dòng sản phẩm của mình để lan tỏa các dòng sản phẩm của mình tới thật nhiều với những cái đối tác trên mọi miền Tổ quốc. Mong muốn của cá nhân bản thân tôi thì cũng muốn mở rộng kết nối, trao đi cái cơ hội mà mình có cho những cái thành viên và những cái đồng đội của Hưng Yên. Chúng ta cần phải tập trung chung tay để đoàn kết, để phát huy được cái sức mạnh cộng đồng của các doanh nghiệp. Các mặt hàng thế mạnh mang đặc trưng vùng miền, địa phương cũng được các doanh nghiệp đến từ Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương trưng bày, giới thiệu trực tiếp tại hội nghị, kỳ vọng mở rộng thêm thị trường tiêu thụ. Đại diện nhiều doanh nghiệp cũng thẳng thắn đề xuất kiến nghị những giải pháp với cộng đồng doanh nghiệp trong hiện tại và cả thời gian tới đây. Từ các giải pháp tự bản thân mỗi doanh nghiệp phải thực hiện cho đến các chính sách của cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp rất là mong muốn được nhà nước hỗ trợ về tiếp cận thương mại, rồi là về đặc biệt là về vấn đề hỗ trợ về vốn để cho doanh nghiệp sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy thông báo những nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, mục tiêu định hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, doanh nghiệp doanh nhân là trụ cột của mỗi nền kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp Hưng Yên cũng như các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương, trở thành những điểm sáng trên cả nước thì càng phải nỗ lực quyết tâm làm tốt hơn nữa. Tìm ra những cái hướng đi mới, những cái hướng phát triển mới, đặc biệt là đón nhận được những cái làn sóng chuyển dịch đầu tư, phát triển thêm các cái doanh nghiệp của chúng ta vững mạnh hơn. Các hiệp hội doanh nghiệp sẽ có một cái sự đoàn kết, liên kết để cùng nhau là mở rộng nghiên cứu thị trường, mở rộng thị trường, hợp tác sản xuất và tạo nên những cái chuỗi cung ứng, những cái chuỗi sản xuất để chúng ta cùng xây dựng quê hương Việt Nam nói chung và các địa phương của chúng ta nói riêng ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là cơ sở để tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác giữa doanh nghiệp 4 tỉnh trong thời gian tới.